Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review và phân tích Dragon Ball Super trên channel Shonen Action. Dragon Ball Super Broly sẽ mang đến cho chúng ta sự xuất hiện trở lại một kẻ thù của Goku mà rất được người hâm mộ yêu thích. Anh sẽ có một sự thay đổi lớn trong cả thiết kế và cá tính, nhưng một yếu tố quan trọng sẽ vẫn như cũ, anh ta vẫn sẽ được lồng tiếng bởi Bin Shimada. Shimada gần đây đã có một cuộc phỏng vấn với trang web Dragon chính thức và nó đã xác nhận rằng Broly thực sự không phải là một kẻ độc ác như trước kia. Và đây sẽ là một nội dung buổi phỏng vấn Shimada được dịch trên Twitter. Shimada rất ngạc nhiên khi ông biết tin mình lại có cơ hội được lồng tiếng Broly sau 25 năm. Ông vừa cảm thấy háo hức và lo lắng khi được lồng tiếng cho Broly. Shimada đã già sau 25 năm, 63 tuổi, nhưng tuổi của Broly vẫn không hề thay đổi. Trong buổi thu âm đầu tiên, đạo diễn Nagamai khuyên ông rằng ông nên điều chỉnh chất giọng cho trẻ hơn. Điều này tạo ra không ít khó khăn cho Shimada. Broly phiên bản mới là một vai diễn rất khó khăn. Lần này, Broly là kẻ thù của Goku, nhưng hắn ta không phải là kẻ ác. Broly mới không phải loại người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng hắn cũng không xa lánh mọi người. Shimada phải rất thận trọng khi cố gắng không bộc lộ khá nhiều cảm xúc trong cảnh Broly kể về quá khứ của mình. Shimada nói bộ phim này sẽ có rất nhiều trận chiến. Broly càng đánh càng mạnh, người Saiyan có thể không biết mệt, nhưng Shimada muốn được nghỉ ngơi. Đây là một câu nói đùa. Ông ấy thở rất gấp khi lồng tiếng cho các trận chiến ác liệt. Shimada nói bà Nozawa vẫn làm tốt công việc lồng tiếng Goku giống 25 năm trước, bà ấy là một huyền thoại. Shimada phải rất cố gắng mới có thể theo kịp bà ấy. Tuần sau sẽ có một bài phỏng vấn Nozawa. Theo bản dịch thì Broly chính thức được mô tả là kẻ thù của Goku và chắc chắn Broly không phải là một kẻ độc ác. Trong movie này, Toriyama đã thay đổi hoàn toàn tính cách của Broly. Broly cũ, movie 8 của Toei, là một kẻ đại gian ác, hắn đã tự tay giết chết cha mình. Broly mới không phải là người xấu. Trong trailer 1, Goku nói rằng anh không cảm nhận được sự tà ác của Broly. Trong trailer 3, Goku nói Broly không phải là người xấu. Chi Lai, cô gái tóc trắng da xanh, cũng nói Broly đang chiến đấu không phải vì Broly thích chiến đấu. Baragos điều khiển Broly làm việc xấu, nhưng cuối movie này, Baragos sẽ chết và Broly sẽ sống sót và hoàn lương. Trên đây là tin tức về Broly trong movie mới, sẽ có spoiler tiết lộ nội dung sớm nhất, các bạn hãy cùng đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để được đẹp trai và xinh gái hơn, và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.